Xin chào tất cả các anh em và các bạn. Hôm nay ngày 25 tháng 9, mình tiếp tục lên clip mới ha. Thì đầu tiên mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em và các bạn đã ủng hộ mình trong những cái clip vừa qua. Rất vui là mình đã bán được hàng và đồng thời được kết giao được rất là nhiều anh em yêu thích và đam mê trong cái khoản mà công cụ cầm tay ha, nói chung và cái hàng bãi nói riêng. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các anh em ha. Thì hôm nay như mọi khi mình cũng giới thiệu một số máy bãi khoan và bắn vít đã qua sử dụng, hoạt động thì full, hoạt động hoàn chỉnh ha. Thì tất cả những cái máy bãi thì anh em lưu ý là mình bán là thân máy vỏ pin, anh em về phải đóng pin lại mới sử dụng ha. Rồi thì có những cái máy nó giá nó hơi cao thì nó bù lại thì nó được máy đẹp, máy đẹp thì giá nó cao hơn tí. Thì mình cũng báo trước, cái máy đã qua sử dụng thì nó còn hơn thua nhau ở chỗ cái ngoại hình đẹp ha. Chất lượng máy thì ok, còn máy thì mình đã vệ sinh nhẹ ở bên ngoài, còn bên trong thì anh em về nếu mà thấy kỹ thì mình cẩn thận thì mình có thể tự mở ra và vệ sinh thêm ha. Rồi thì cái hình thức mua bán của mình là anh em chốt máy, anh em cọc cho mình từ 50 tới 100 tùy theo sản phẩm ha. Rồi đóng pin thì anh em liên hệ với mình luôn. Số điện thoại của mình là 05838 19402, Zalo cũng xài số đó luôn. Đó. Rồi khi anh em chốt máy, anh em nhớ lưu ý về cái mã số. Nhớ lưu ý về mã số, mình nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp cho mình báo với mình để mình chốt hàng. Thì đồng thời gửi cho mình cái thông tin nhận hàng. Đó là số điện thoại, địa chỉ. Những cái mà gọi như là khi người ta giao hàng cho mình, người ta liên lạc với mình là ok được, nó dễ dễ biết địa chỉ rồi ha. Rồi anh em nhận máy, anh em trả tiền cái phần tiền còn lại, khi đã cọc rồi thì trả còn cái phần tiền lại đó, thì anh em trả thêm cái phần đó và phí ship. Ở đây mình không có bao ship máy ha, không bao ship. Rồi mình xin phép vô thẳng chi tiết ha. Thì trên màn hình anh em thấy là có ba cái đầu chuyển khoan. Ba cái này là mình để tượng trưng như vậy, thì có những cái loại mà mình có chưa có trưng bày ra hết ha, thì mình để tượng trưng một cái. Thì cái đầu chuyển này là những cái đầu mình tháo máy ha, đó hình thức nó như vậy. Đó là 80.000 cái đầu nhựa, cái đầu sắt có khóa luôn là 100 ha. Những cái đầu 100 là đầu có trống trống mát made in sao băng là USA rồi ha. Mình cái đầu gì là 100, đầu này là đầu hàng theo máy ha, theo máy hàng tháo máy ra 80. Rồi cái đầu này là đầu xịn luôn, đầu nhật có chữ sao băng luôn anh em. Đầu 13 ly, đầu chuyển từ bắn vít sang khoan 13 ly, cái này là 150k. Rồi cái đầu này là cái đầu chuyển gốc, đây này mình sẽ lắp một cái máy bắn vít vô đây. Lắp cái máy bắn vít vô đây thì nó sẽ chuyển góc chuyển hướng máy ha. Đó, để mình bắt vô những cái góc, những cái góc mà nó hơi lắc léo như, như mình xài cái này. Đó. Nhưng mà cái này là mình có cái lưu ý là nó bị mất cái viên bi trong đây anh em ơi. Mất cái viên bi anh em về anh em có thời gian anh em tháo này ra là kiểm tra và lắp lại ha. Nó giờ nó đi vô trực tiếp. Có viên bi thì nó sẽ chặn cái con này lại, có viên bi thì nó chặn này lại, còn không có viên bi thì nó kéo tự kéo ra luôn, để thì nó rớt ra này. Đó, để về nặng là nó rớt ra ha. Còn ngoài ra thì nó hoạt động ok bình thường. Mình test thử anh em xem ha. Đó, giờ mình chuyển cái này vô đây.
đảo chiều. Nó vẫn hoạt động bình thường, nó chỉ thiếu cái viên bi trong cái miệng này nè, nó có viên bi là nó chặn ngay cái chớn này là nó giữ cái đồi lại đó. Thì bữa nay mình bán con này, là với cái này là cái giá của nó là 150 anh em á. Đó, đầu này giá của nó là 150, cái đầu chuyển này ha, đầu chuyển gốc này anh em về tháo cái này ra mình lắp thêm viên bi chặn lại ở đây chắc có thể được ok. Còn ngoài ra nó hoạt động bình thường ha, mình có test rồi. Đầu này là 150. Rồi thì cái phần phụ kiện có mấy món này thôi ha, mình cho qua cái phần này. Rồi đầu tiên là con số 1 giá 350k ha, là một cây vít mini có cấp trượt hiệu là My Hand ha. Con này nguyên bản của nó là 2.4, mình nó lên một xeo thì nó xài 4.2. Như vậy có cấp trượt nha anh em, nó được 6 cấp trượt. Này mình chưa có sạc pin ha, rồi pin này sử dụng cũng lâu rồi chưa sạc. Rồi mình sẽ sạc đầy, cái máy này sẽ bán kèm với một cục sạc nữa nha, sạc adapter xài điện 220. Giá bô này là 350 nha anh em, 350 con số 1 nha. Máy pin sạc một bộ này là 350. Rồi số 2 là một cây khoan của Makita ha, 9.6. Con này mình đã lên pin 3 cell 12V. Bộ này bán máy pin sạc nguyên bộ là 450. Pin đã lên anh em về chỉ sử dụng thôi ha. Máy có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Nghe đảo chiều ở đây. Này chưa gắn cái móc cho nó nữa. Khi anh em khoan anh em chỉnh cái dấu này lên thẳng cái mũi khoan là nó sẽ không trượt nữa nha. Đó, chỉnh lên đây là nó không trượt, nó sẽ thẳng luôn. Đó, khoan thì mình chuyển qua chế độ khoan rồi là mình để gì là mình khoan luôn, nó không trượt nữa ha. Còn cấp nhẹ nhất của nó là số 1 ha. Mình lấy cục sạc ra. Rồi cái này một bộ gì ha, máy pin sạc anh em về chỉ về là sử dụng luôn ha, để mình gắn thêm cái móc cho anh em đây. Là như vậy là 450k ha, 12V. Rồi cho qua bộ này. Rồi tới bộ số 3. Số 3 là một cây vít gập của Nati. Cây này rất là ok anh em ha, ngoại hình rất là ok. Đây là cây vít gập mà có ngắt lực điện tử ha. Máy có 17 cấp trượt, 21 cấp trượt. Máy 21 cấp trượt, 1 cấp khoan. Vít gập Nati ha. Đó. Thì cây này nó bán, mình bán là một bộ như gì. Một bộ như gì. Giá của nó là 500k anh em ha. Thì cái này là pin nó đã hỏng. Cục sạc thì còn ok, nhưng mà pin nó sạc rồi thì thử thôi, thử máy thôi chứ nó không có cầm anh em ha.
mình có cục pin xe cua để mình test cho anh em. Đảo cái này là chạy chạy ra chạy vào ha. Cái này mình cũng kích pin thử rồi, mình để mình thử cho máy chạy thôi. Pin quá yếu. Cần nhắc nhắc điện tử nè. Rồi này nó chạy luôn. Quên. Đó. Pin này kích lại cũng vậy, chút xíu nữa mình sẽ test lại cái này cho anh em ha. Bây giờ anh em xem cái ngoại hình ha. Đó, một máy một pin. À, một máy một pin với cái bộ sạc gì nguyên cây nguyên bộ gì ha, máy rất là ok nha anh em, rất là đẹp. À, coi nhựa nó còn nguyên si, không có bị chày xước gì hết, nhiều nhiều ha. Tem thì nó tem kia, tem thì hơi cũ. Đó, đó cái tem nó gì, giá 500. Thì cái này anh em về muốn lên pin li-ông mình sử dụng luôn á thì mình lên lại pin li-ông là mới dắt sạc, hay là mình bỏ 10 viên pin li-ông trong đây ha. Rồi có gắn mặt đàng hoàng ở đây, mình sẽ ghép một cái sạc adapter nằm trong này đó, rồi là mình sẽ sử dụng như zin hết pin thì mình cắm sạc vậy. Còn hiện giờ là nó đang hoạt động với cái dòng điện của nó là 100V. À, sạc cho pin niken. Nếu mà niken này bây giờ là nó không có cầm được anh em á, thì mình chỉ bán là giống như nguyên bộ gì đó. Đó anh em xem ha. Thì cái máy này nó tính chất của nó là mình sưu tầm ha, thì giá của nó hơi cao, nhưng mà bù lại cái máy này rất là ok ha, full chức năng hết. À, ngắt lực điện tử full chức năng hết. Rồi một bộ này ha. Bộ số 2. Bộ số 3 là 500. Rồi bộ số 4 cũng như vậy ha. Số 4 là bộ này. Cũng là một cái vít gấp của Nati. Giá là 400k. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Cái này thì không có ngắt điện tử ha, nó là trượt cơ ha, nó trượt thì mình nghe nó tách tách vậy đó. Lấy pin thử cái này nó chạy. Mình bỏ cái cell pin vô mà cell pin này nó cũng đó, cái này nó chạy nè. Đó. Có nhanh chậm á nữa ha. Rồi hết pin. Pin mình kích lên nó tạm thời thôi chứ nó không có giữ được. Có anh em chơi mấy cái này anh em đóng lại pin niken. Có anh em thì đóng cell li-ông vô. Nó xài hiện chạy ok hơn, ổn định hơn. Cái đầu này nó gắn mũi vít vô, nó có 500 ha, chứ có bi trận hay gì trong đây nè, mà nó gắn trực tiếp vô luôn. Còn cái đầu kia thì đầu của cái máy này thì phải gài giống như cái đầu vít bình thường. Rồi cái bộ này ha, một máy gì ha, một máy một pin và một sạc. Cái cục sạc này thì mình thử thì cũng không lên điện, không biết nó bị gì không lên điện. À, máy pin sạc gì là 400. Ngay những cái bộ máy đẹp ha, sưu tầm ha anh em, giá nó hơi cao ha. Thì anh em coi cân đối ha, nếu mà thích thì có thể mình mua về mình chơi ha. Mình xài luôn thì đóng pin lại. Máy full hết á, full chức năng hết nha anh em. Rồi số 4. Số 4 400. Một bộ pin sạc.
Rồi cho qua mấy số này nha. Rồi tới số 5. Số 5 là một con vít 14.4 của Hitachi. Đó, cái mạc của nó WH14DSL2, máy mới ha, tàu là cứng nhắc rồi, yên tâm. Giá 600 thân máy nha anh em, mã 600 thân máy. Rồi mình test nha. Đảo chiều gạt búa ha. Đây tay luôn anh em. Đây là báo pin ha. Rồi bên đây mở đèn. Tắt đèn, mở đèn, tắt đèn ha. Máy rất đẹp ha. Anh em coi ngoại hình lại nha. Cao su chưa bị mòn luôn, bị hơi chày đây chút. Rồi thân máy 600 nha anh em. Số 5, thân máy 600. Rồi, tới số 6. Số 6 là một con khoang của Nati ha, khoang hai chức năng của Nati. Có cái tài ha, máy có cái tài. Đó, mình chỉnh lên chỉnh xuống được ha, để mình khoang mình kèm có cái thế nó cho chắc ha. Cấp trượt của máy là 21 cấp trượt ha anh em, 21 cấp trượt một cấp khoang. Đầu kẹp thì ô tô lốc 13 ly. Đầu kẹp ô tô lốc 13 ly. Cái mã máy là 6230 ha. Máy còn rất là ok ha. Mất bên tem. Rồi, con này qua bên mình test máy cái đã. Điều tốc. Đảo chiều. Rồi, nhanh chậm ha. Đây là tốc chậm nha. Rồi, qua tốc nhanh. Máy rất êm ha. Hai cái tua ha, hai tua qua đảo chiều khác nhau chút ha. Số nhẹ nhất của nó nè. Rồi, máy full chức năng nha. Thân máy dở pin nha anh em. Anh em về là đóng pin lại ha, đóng pin lại mới sử dụng ok ha. Còn máy là chạy hoàn chỉnh, chỉ thiếu cục pin thôi. Anh em về đóng pin lại xài. Rồi, con này là cửa tem đâu rồi? Đây, con số 6 giá là 650k thân máy dở pin nha anh em. Thân máy dở pin ha. Có cái tay vịn nhìn rất hầm hố ha anh em. Cầm trước là chắc ha. Đầu kẹp 13 ly.
Rồi số 7 530k một con bớt 12V. Nha anh em. Đó. Rồi số 7 full chức năng nha anh em. Thân máy vỏ pin 530k. Em xem lại màn hình nha. Con này là boss Nhật đúng hiệu luôn nha anh em, chứ không phải boss Mã Lai đâu nha. Đầu cứng ngắc ha, mấy cái này là mấy hàng mới không à, đầu nó rất là cứng ha, không có dụng mà rơ lắc hết anh em. Rồi tiếp theo là con số 8, một con bắn dít 12V của Realme ha. Con này ngoại hình thì hơi cũ ha, nhưng mà nội thất thì ok ha. Đầu cứng không rơ, máy rất là êm, pin nó còn cầm ha. Pin yếu, kích lên nó tụt, mình chỉ test chờ cho anh em thêm ha. Máy có đèn nha anh em. Rồi test búa. Máy có nhanh chậm ha, cái này là bấm lên gì là nó sẽ cản cò lại nha anh em. Ha. Coi như là nhanh chậm ha, máy rất êm. Pin này cũng hơi yếu rồi, chỉ test cho anh em biết nó full chức năng thôi, để kiểm tra coi nó còn bao nhiêu volt đây. 10V à, còn 10V nhưng mà vẫn đánh búa ok. Cái bắn dít Realme ngoại hình gì ha, này anh em thợ đi công trình mà ôm mấy cây này đi bắn tôn thì ok hả. 320k thân máy ha, thân máy vỏ pin, thân máy vỏ pin số 8. Rồi số 9, số 9 là một con khoan của Nati 12V EZT105, đầu kẹp 10 ly, 21 cấp trượt, 1 cấp khoan, máy mất 1 tem ha. Đấy, con này thì cũng còn khá ok hết anh em, chỉ là mất một bên tem thôi chứ còn máy thì cũng còn khá ok. Cái này mình bán thân máy vỏ pin. À, mấy con máy mình giới thiệu thì anh em nào có tấm pin thì liên hệ sau ha. Rồi test máy. Một lấy năm này nó không có điều tốc ha, nhưng mà bù lại cấp trượt của nó nhiều. Là cái motor của nó, cái cò của nó làm sao mà nó rất là mạnh nè, lại ghê lắm. Điều tốc chậm ha, trượt nhẹ ha, nhanh chưa, tốc chậm đây.
thật nhanh. Đảo chiều, đầu nhẹ ha. Đầu không có đưa lắc gì nha anh em, cứng ha. Con này coi như là còn mới. Cục pin như chân tiếp xúc của nó giờ. Rồi, máy là full chức năng ha. À, chỉ là không điều tốc là do nguyên bản của nó là không có điều tốc nha anh em. Rồi, thân máy vỏ pin. À, con này 12V nha anh em. Thân máy vỏ pin 250k. Anh em xem lại ngoại hình nha. Đầu kẹp 10 ly. EZT 105. Rồi cho qua con số 9 nha. Con số 10 là một cây Nati nữa. Con này là EZ6506. Dòng này rất nhỏ gọn ha, con này cũng khá đẹp. Cao su rồi còn nguyên dạng tem hai bên luôn ha anh em. Số 10 nha. Đầu cứng không có rơ ha. Thân máy vỏ pin 450k. Điều tốc. Đảo chiều. Búa nó là khỏi chê ha. Thuộc pin này. Rồi. Máy êm này nè, máy rất êm ha. Rồi, thân máy vỏ pin 450k số 10. Cao su rồi còn nguyên hết anh em ha. Tem luôn, giá nó gì là cũng tương đối ha. Bị cấn đây chút, cái sơn zin đầu luôn nha anh em, đầu là cứng ngắc rồi khỏi lo. Thang ở trong mình cũng kiểm tra rồi, thang đừng nhóc. Rồi đây là pin nó là gì ha, vỏ pin nó là gì ha. Bốn trăm năm mươi k số 10. Số 11 là một con bắn vít của Shit 12V. Máy mới ha. Đầu cứng ngắt. Rồi test máy. Tiêu tốc. Đảo chiều. Trời ơi nó cũng dữ dằn nha anh em. Ok ha. Chip 12V nha anh em. Thân máy vỏ pin 230k. Máy khá đẹp ha. Con này Trung Quốc gia công ha. Máy tinh China. Dòng này có cái loại của Đài Loan nha. Có loại Đài Loan xuất Nhật, này Trung Quốc xuất Nhật. Rồi tiếp theo là một con Ryobi 12V. 123, cái mã của nó là BD123. Ngoại hình máy thì hơi cũ ha. Đầu kẹp 10 ly, 20 cấp trượt, 1 cấp khoan. Thân máy vỏ pin đó anh em. Giá của nó là 300k ha. Đồ cục khoan, cái này chắc thử cái này được. Thì tóc.
Máy có đèn nha anh em. Đảo chiều. Bị nó yếu. Nè, tóc chậm nha, đẩy lên là tóc chậm nha. Này do cục pin nãy mình đo còn có 10V nha, để thử nó. Để trọt cục này vô thử nè. Rồi, máy full chức năng nha anh em. Chỉ con này chỉ là cũ thôi ha. À, cái đuôi mà để móc cộng dây này nó bị bể nha anh em. Đuôi này bị bể ha. Thì có cái móc này là ok, cũng sử dụng để treo với cộng dây mình cũng có treo. Rồi, số 12 300k. Full chức năng ha. Thân máy dở pin anh em về đóng pin mới xài được nha anh em. Rồi, tới số 13. Số 13 là con mài mini ha, con mài gốc mini của Makita, dòng này là 7V2, giá của nó là 350k, thân máy vỏ pin ha. Con này về anh em ghép vô 2 cell là ok ha, thậm chí mình là gắn vô 3 cell thì cũng được. Rồi thì cái cò mà bấm của nó đây ha, mình sử dụng đá mài hay máy cắt gì đó mình mài ít nhiều thì cái cò này nó chủ động được cái đó ha. Rồi nhấn luôn thì nó sẽ chốt ha, nhấn cái nữa thì nhả ra ha. Đây là cái lục giác để mở ha, mở gắn đĩa ha. Rồi đó, thêm máy vỏ pin gì nha nè. Giá là 350k, số 13. 7V2 nha. Dòng tua của nó là 5.500. Nó báo lên 9.000 mấy ghê. Rồi tới số 14. 14 là cái một con cưa. À, một con cưa trượt. Cái cưa bàn của Makita ha, xài lưỡi này là lưỡi 80 hay nhiêu, lưỡi zin của nó ha. Thì con này còn khá mới nè, thân máy vỏ pin ha. Rồi con này nó có cắt nghiêng góc 45 độ ha, mở cái lóc này ra đó. Đó, có nghiêng góc 45 độ, có mấy con chốt để gắn cử rồi nữa nè. À, có cái rảnh gắn cử để cắt ha. À. Rồi này cà phê ha, cà phê để che lưỡi. Rồi test máy. Rồi test máy nha anh em. Đây là pin ba guitar ha, bên này mình cũng đóng mới cho khách ha, để vô thử nè. Cái này sẽ nó hơi bót ha. Rồi anh em xài cái này thì nó có hai cái chốt ha, bảo vệ mình để cắm cầm nhầm vô nó chạy luôn khi nó gây ra sự cố anh em ha. Thì cầm này là mình đè cái chốt rồi xuống rồi mới bóp cò nó mới ăn ha. Máy rất êm ha. Đây anh em xem cái dòng tua của nó, cái mã gốc của nó đây 50 5093D ha, 12V
lưỡi của nó là 80, tua 1000, 1000 vòng trên phút ha, lưỡi 85, 86 gì đây. Đây là cái này là để hạ, nâng hạ lưỡi ha, nâng hạ mâm, hạ lưỡi xuống cắt sâu hay cắt mỏng gì đó là tùy ha, rồi lóc lại. Rồi cái này là một bộ nó như vậy ha, thân máy vỏ pin, thân máy vỏ pin, cái cưa của Makita 12V ha, màn hình còn rất đẹp ha, 450k nha anh em, thân máy vỏ pin số 14 ha. Rồi sau cùng là số 15, một cái hộp khoang mini ha, hộp khoang zip mini, khoang mini có cấp trượt. Cây này là sử dụng 7V2 nha anh em, con này là 7V2 ha, đầu kẹp 10 ly, có 15 cấp trượt, một cấp khoang, pin zin cho máy ha, pin zin còn cho máy, có sạc zin luôn, sạc này xài điện 100 ha. Rồi có phụ kiện đi theo là có một cái bộ bộ vít. Bộ vít này sử dụng, khi sử dụng cái này thì chúng ta có một cái đầu nối ha, đầu nối dài đây, một con mũi khoan. Đây còn mũi nó mà mất rồi. Rồi tẹt máy. Máy rất êm ha. Sao chiều. Còn rất mới, máy trong hộp thì yên tâm ha, mới tin, có dính bụi thôi chứ không có gì hết. Pin zin á, pin zin này cầm rất là ok nha, còn rất là ok chứ không phải mới bóp chơi đâu nha, sử dụng luôn khỏi lo vấn đề đóng pin nữa. Rồi để mình test cái cục sạc luôn. Đây là cái ổ cắm điện 100 ha, anh em sử dụng cái này nhớ lưu ý nha, nhưng mà mình nghĩ nó cũng rất là ok anh em, có nó cũng có cái loại là hai sử dụng 220 luôn á. Đây cái cắm điện rồi anh em dắt sạc nó nằm đây ha, cắm vô. Mình chưa mở điện chưa quên. Đây sạc đây ha, đèn cắm vô cái dắt ở đây. Đó, khi sạc là đèn này nó báo ha, cắm sạc là đèn báo, đây là nó sẽ báo đèn xanh hay là nó tự ngắt gì mình cũng chưa thử. Đó, cứ cắm sạc vô là nó báo ha. Rồi như cái bộ này là đầy đủ ha, phụ kiện sạc đó, máy mới luôn, pin là yên tâm xài, không cần phải lo có đóng pin lại làm gì, khỏi cần, cái pin này cầm rất là ok luôn. Rồi có catalo luôn theo luôn ha, catalo này có để hình thức thôi chứ mình cũng không có sử dụng nó đâu, nhưng chủ yếu là cái máy về hoạt động tốt rồi anh em yên tâm. Rồi một cái hộp như vậy ha, 500k nguyên hộp về sử dụng luôn anh em ha. Rồi video này là tới đây nó đã hết, mình vừa rồi mình giới thiệu với anh em là được 15 sản phẩm và một số phụ kiện, thì anh em xem video thấy cái sản phẩm nào mà nó vừa ý ha, thì liên hệ với mình số điện thoại là 0583819402, Zalo cũng xài số này luôn. Rồi sau cùng thì xin chúc anh em có một ngày làm việc đầu tuần thật thành công và nhiều sức khỏe ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.